Chuyển sang những thông tin văn hóa xã hội, thể dục thể thao. Nhằm góp phần chăm sóc sức khỏe, nâng cao nhận thức cho người dân về sức khỏe tim mạch, cuối tuần qua tại phòng khám đa khoa 27 tháng 4 tại thành phố Vũng Tàu, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức chương trình khám sàng lọc tim mạch miễn phí cho cán bộ và người dân trên địa bàn tỉnh. Từ sáng sớm, ông Phạm Văn Vĩnh đã đưa con trai đến phòng khám đa khoa 27 tháng 4 của Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại phường 3 thành phố Vũng Tàu để khám sàng lọc tim mạch. Những biến chứng lúc sơ sinh đã ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe con trai ông Vĩnh, nên không nói ra thì khó ai hình dung được đây đã là một thiếu niên 16 tuổi. Nhận được kết quả khám sàng lọc của con trai, nỗi lo của người cha dường như đã vơi đi được phần nào. Bẩm sinh là sinh non, sinh yếu và cái sức khỏe nó quá yếu, sinh mẫu nữa. Nghe thông tin của phường là báo về đây để khám tim cho cháu. Nhưng mà hiện tại là cháu không ảnh hưởng gì tới tim. Các bác sĩ và các nhân viên rất là nhiệt tình, chu đáo, nhiệt tình. Trước đó được sự thống nhất của Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E về việc phối hợp tổ chức khám bệnh nhân đạo, sàng lọc tim mạch miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Công an tỉnh đã triển khai văn bản đến Ủy ban Nhân dân và Công an các đơn vị địa phương để thông báo cho cán bộ chiến sĩ, người dân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu biết và đăng ký khám bệnh tim mạch. Ngoài những trường hợp đã đăng ký từ trước, còn có rất nhiều người dân nghe thông tin đã đến phòng khám 27 tháng 4 để được khám tư vấn sức khỏe. Tất cả đều được phục vụ chu đáo, nhiệt tình. Em bị bệnh tim và đã mổ tim rồi, cũng được khoảng 6-7 năm rồi ạ. Và thông qua người nhà em có biết bệnh viện, các bác sĩ bệnh viện E vào đây thăm khám. Thường thường là đi khám là theo cái dạng mà kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhưng mà nói chung cũng xa quá nên bây giờ thì cũng có khi đi được, có khi không, rồi cũng chưa đi khám lại, cũng lâu rồi chưa đi khám lại, nhưng mà bây giờ nghe sẵn đây mừng quá đi luôn. Mọi người rất là nhiệt tình. Thì chúng tôi được sự chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh thì chúng tôi là chuẩn bị cái cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị về máy móc rồi thì về con người và đặc biệt là kết nối với các bệnh viện đầu ngành về bệnh tim mạch. Trong 2 ngày tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu, các bác sĩ Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E Hà Nội và bác sĩ phòng khám đa khoa 27 tháng 4 Công an tỉnh đã tổ chức khám tư vấn sức khỏe cho khoảng 800 người dân và cán bộ chiến sĩ, trong đó phát hiện nhiều trường hợp bị các bệnh lý tim mạch. Qua cái đợt khám này, như đặc biệt là ở Bà Rịa Vũng Tàu này, thì sự phối hợp của bên công an tỉnh với cả bên trung tâm tim mạch thì chúng tôi cũng phát hiện ra được các bệnh lý tim bẩm sinh, đặc biệt như thông liên thất chẳng hạn và thông liên nhĩ, hoặc là một số các bệnh lý tim khác, nhưng mà người dân ấy thì vô hình chung là người ta chưa biết về bệnh lý này và điều trị ở đâu, thì chúng tôi cũng tư vấn kịp thời. Ở đây thì các anh bên công an, các anh cũng đưa ra những mặt bệnh như là về của người già, như là đái tháo đường, tăng huyết áp, các rối loạn chuyển hóa khác, và đặc biệt là các bệnh lý về mạch vành nữa chưa được tốt lắm bằng thuốc, thì chúng tôi cũng cho đơn hoặc là cũng tư vấn lại cho bệnh nhân để uống thuốc làm sao cho phù hợp với cả bệnh lý của các bệnh nhân. Trong những năm gần đây, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E đã huy động các nguồn tài trợ để tổ chức khám phẫu thuật, điều trị miễn phí cho hàng trăm ca bệnh tim bẩm sinh tại các tỉnh thành trên cả nước. Song song đó, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng thường xuyên phối hợp với các bệnh viện uy tín trong cả nước tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, có công với cách mạng và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Chương trình khám sàng lọc tim miễn phí cho cán bộ nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do hai đơn vị phối hợp tổ chức lần này là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xây đắp hình ảnh người bác sĩ, lương y như từ mẫu, người chiến sĩ công an hết lòng vì nhân dân phục vụ.